cuộc đời đặc biệt của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Đỗ Quốc Bảo sinh năm 1978 tại Hà Nội trong một gia đình kinh doanh bán thuốc đông y trên phố Lãn Ông và phố Hàng Bông trong khu phố cổ ở Hà Nội. Năng khiếu âm nhạc của anh được phát hiện bởi người anh trai, song tới tận năm lớp 9, Đỗ Bảo mới được đi học đàn. Năm lớp 10, anh thi vào trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội học hệ sơ cấp đàn organ. Khi đó, anh đã hứa với mẹ mình rằng tới năm 50 tuổi, anh sẽ trở thành nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam. Năm 1993, anh lập nên ban nhạc Sao Mai bao gồm các thành viên Đỗ Bảo, keyboard, Quốc Bình, trống, Hà Sơn Hải, keyboard, Quốc Long, guitar, Mạnh Cường, bass. Dưới sự dìu dắt ban đầu của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh và nhạc sĩ Ngọc Châu. Ngoài ra, họ còn tứ ca Sao Mai gồm các ca sĩ Xuân Nhị, Lan Hương, Phương Hiền, Hương Ly. Ban nhạc hoạt động biểu diễn ban đầu chủ yếu là trong nhà trường, văn nghệ đoàn thể xã hội, rồi sau đó đệm hát trong các cuộc thi giọng hát hay Đài Tiếng nói Việt Nam, giọng hát hay truyền hình. Ban nhạc Sao Mai dần có được danh tiếng và từ năm 1994, họ bắt đầu được mời tới chơi nhạc tại các tụ điểm lớn ở Hà Nội như vũ trường Queen Bee, khách sạn Phương Mai, khách sạn DU, vũ trường Spark. Ngoài ra cũng được cộng tác thu âm, trình diễn trực tiếp cùng nhiều nghệ sĩ khác nhau. Năm 1996, ban nhạc Sao Mai giải tán, ca sĩ Xuân Nhị bắt đầu sự nghiệp riêng với tam ca con gái trong khi trưởng nhóm Quốc Bình cùng Sơn Hải chuyển sang ban nhạc anh em. Năm 1997, anh tốt nghiệp sơ cấp của trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội và tiếp tục theo học hệ cao đẳng tại đây. Trong khoảng thời gian này, Đỗ Bảo chơi nhạc tại khách sạn Sofitel Metropole cùng ban nhạc Philippines dưới tên và danh nghĩa trên hợp đồng là một người Philippines. Đồng thời, anh cũng bắt đầu chơi nhạc khắp nơi trên cả nước theo ekip của nhạc sĩ Ngọc Đại. Ngoài ra còn cùng Bảo Chấn, Bảo Phúc làm hòa âm và chơi nhạc trong show Hoa sữa lênh đênh của nhạc sĩ Hồng Đăng hay tham gia các show diễn của Hồng Ngọc, Trần Tiến. Lao động và tiếp xúc với cộng đồng âm nhạc chuyên nghiệp từ thuở thiếu niên, Đỗ Bảo sớm biết được những áp lực của nghề. Bị mẫn cảm với âm nhạc, từ đây nhiều người trong nghề bắt đầu gọi anh bằng biệt danh Bảo Điếc. Anh quyết định chọn nghệ danh đơn giản là Đỗ Bảo khi cho rằng tên đệm Quốc không hợp với tính cách mình. Tôi không thấy mình có gì như là vật báu nên quyết định bỏ đi chữ Quốc. 8. Năm 1999, anh thi vào đại học chuyên ngành sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội. Không lâu sau đó, ban nhạc Sao Mai tái hợp với sự bổ sung một vài thành viên mới bao gồm Đỗ Bảo, keyboard, Nguyễn Mai Kiên, bass, Quốc Long, guitar, Mạnh Cường, trống, Hà Đình Huy, định âm, Bảo Long, saxophone và Trọng Nghĩa, keyboard. Năm 2000, nhạc sĩ Ngọc Đại bất ngờ chọn Đỗ Bảo làm người hòa âm phối khí cho album Nhật thực và live show theo kèm, cộng tác cùng nữ ca sĩ trẻ Trần Thu Hà. Album được phát hành vào đầu năm 2002, trở thành một thành công vang dội, trực tiếp đưa tên tuổi Đỗ Bảo tới với công chúng. Album cùng chương trình sau đó được bình chọn là sự kiện văn hóa tiêu biểu của năm 2002, một hiện tượng đặc biệt thay đổi hoàn toàn phong cách âm nhạc cũng như nghệ thuật trình diễn. Anh tiếp tục tham gia một phần vào dự án Nhật thực 2, 2003 trước khi dừng cộng tác với nhạc sĩ Ngọc Đại. Trình diễn nhiều, sức khỏe yếu cũng như khao khát được lên sân khấu hơn là ngồi ghế nhà trường, Đỗ Bảo quyết định rời Nhạc viện Hà Nội cuối năm 2003 và bỏ dở năm cuối tốt nghiệp. Khoảng thời gian này anh cũng bắt đầu cộng tác với cha con nghệ sĩ nhạc gia Quyền Văn Minh, Quyền Thiện Đắc và tham gia biểu diễn tại Club Minza của họ ở phố Lương Văn Can, Hà Nội. Sau thành công của Nhật thực, ban nhạc Sao Mai có được lời mời trình diễn và phối khí cho chương trình tiếng hát truyền hình toàn quốc Sao Mai 2003 tại Tuần Châu, Quảng Ninh. Kể từ đó cho tới khi ban nhạc ngừng hoạt động vào năm 2007, họ trở thành ban nhạc chính thức của chương trình Sao Mai, còn Đỗ Bảo tham gia cố vấn âm nhạc cho loạt chương trình Sao Mai, Sao Mai điểm hẹn âm nhạc của Đài truyền hình Việt Nam. Sự nghiệp sáng tác. Tôi có thói quen ghi những suy nghĩ hàng ngày vào một quyển sổ, sau đó chọn ra những câu ngắn gọn, dễ hiểu nhất thành một đoạn văn. Từ đó chỉnh nó thành một bài thơ, cấu tứ thành từng đoạn như bài hát, sau đó mới viết nhạc. Tôi không thích những lời bay bổng vô bổ, tôi muốn nói những điều bình thường nhưng có giá trị. Để từ người nông dân đến trí thức đều thấy hay. Đỗ Bảo. Các sáng tác của Đỗ Bảo có nội dung vô cùng đặc biệt khi chúng được lấy cảm hứng trực tiếp từ cuộc sống của cá nhân nhạc sĩ. Tham gia hoạt động nghệ thuật từ khi còn rất trẻ, Đỗ Bảo sớm có những sáng tác đầu tay ngay từ thuở thanh niên. Sáng tác đầu tiên của Đỗ Bảo là ca khúc Mùa hè, được anh viết vào năm 14 tuổi mà chính anh thừa nhận hồn nhiên và ngô nghê. Ca khúc Cỏ mềm được anh viết vào mùa thu năm 1997, và câu hát tiếng đàn còn tràn đầy khát khao. Có liên quan trực tiếp tới việc anh tạm dừng hoạt động trình diễn ở các khách sạn, quán bar, vũ trường và sa lánh âm nhạc một thời gian. Ca khúc Ngày Tháng Chờ Mong 1998 được anh viết trong thời gian sức khỏe yếu do Tam Ca 3A thể hiện chính là sáng tác đầu tiên của anh được trình diễn tại một sân khấu lớn. Chính buổi biểu diễn của Tam Ca 3A tại triển lãm Giảng Võ, Hà Nội đã giúp anh quyết định quay trở lại với con đường viết nhạc của mình. Rất nhiều tình khúc của Đỗ Bảo được lấy cảm hứng từ đời sống cá nhân. Như bức thư tình đầu tiên từng được anh sáng tác cho người bạn gái trước kia, còn bức thư tình thứ hai được anh viết khi nhớ lại về buổi gặp gỡ lần đầu tiên với người vợ sau này của mình. Bài Hát Cho Em cũng là một bản tình ca nổi tiếng của Đỗ Bảo, được Trần Thu Hà trình bày rất thành công trong chương trình Gala 2000. Điều ngọt ngào nhất cũng được anh viết dành cho mối tình cũ. Cầu Vồng Đêm Mưa được Đỗ Bảo sáng tác từ năm 20 tuổi và nội dung của nó vẫn được nhiều người nghe phỏng đoán theo những cách vô cùng khác nhau. Hầu hết những sáng tác đầu tiên của Đỗ Bảo, ngoại trừ ca khúc Cánh Buồm Đỏ Thắm và Đường Trung Dung, đều được anh cho vào album đầu tay Cánh Cung 2004 của mình. Bản thân nhan đề của album này cũng thể hiện quan điểm sống của cá nhân anh: thành công của tôi có một nửa là sự cố gắng, nửa kia là do may mắn. Một mũi tên dù có sắc đến đâu cũng không thể tự nhiên bay được. Nó bay xa nhờ sức đẩy của cánh cung. Cánh cung như đời sống của tôi, gia đình, bạn bè đã cho tôi sức đẩy để bay lên. Thành công không thể đến nếu không có sự hỗ trợ. Trong khoảng thời gian cộng tác cùng chương trình Trí tuệ Việt Nam, Đỗ Bảo viết nên một số ca khúc mang tính thử nghiệm như Mùa Cây Trổ Lá. Sau đó được anh hòa âm phối khí và đưa vào album Ban Mai Xanh năm 2006 của ca sĩ Khánh Linh, hay Xuân Vẫn Sang Kỳ Diệu được ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh trình bày thành công. Âm nhạc Đỗ Bảo phản ánh đúng con người và quan điểm sống trong anh: hiền lành, giản dị, nội tâm, nhã nhặn, cẩn thận tới mức cầu toàn, song cũng đầy tham vọng thậm chí mơ mộng. Độc lập, mộc mạc, lặng lẽ, chất chiêu và giàu cảm xúc cũng là những nhận xét của ca sĩ Tấn Minh về con người Đỗ Bảo. Lấy ý tưởng và nội dung từ cuộc sống và trải nghiệm của cá nhân, các sáng tác của Đỗ Bảo rất được chú trọng và trau chuốt phần ca từ. Anh tâm sự: tôi nghĩ mình phóng khoáng, trọng cái tình. Đôi khi tôi dựng lên những bức tường ngăn với cuộc sống và mọi người bởi vì tôi chỉ muốn đón nhận những gì tự nhiên sẽ đến và ở lại với mình. Tôi không muốn mình bị tổn thương khi mà mình dễ dãi. Tôi không làm những gì mình không kiểm soát được. Trong tất cả các sản phẩm của mình, Đỗ Bảo sẵn sàng đầu tư nhiều thời gian, thậm chí tổn thất về mặt kinh tế để có được thành quả ưng ý. Theo đuổi nhiều chủ đề lãng mạn, song anh tự nhận mình ngoài đời là một người nhạt nhẽo, không phải là một nghệ sĩ đa tình, cô đơn, mê rượu để sáng tác nhạc 28. Chọn cho mình một dòng nhạc pop kén tay với cấu trúc âm nhạc dài hơn và cầu kỳ hơn thông thường. Đặc biệt là sự tinh tế trong ca từ, biệt danh Bảo Pop mà người nghe tặng cho anh không chỉ là một thương hiệu mà còn là sự ghi nhận đáng kể cho những đóng góp của cá nhân nhạc sĩ. Ngay từ album đầu tay Cánh Cung 2004 đã có ý kiến so sánh phong cách âm nhạc của anh thành một dòng nhạc riêng biệt. Báo Tuổi Trẻ từng viết: lại nhớ có một dòng Britpop là nhạc của người Anh, liên tưởng sang Việt Nam có thể thấy trước một dòng Hà Nội Pop, pop phố cổ êm ái, dễ nghe mà Bảo Pop là một thành tố tích cực. Nhiều ca khúc thậm chí được coi nghe là biết của Đỗ Bảo. Trung thành với pop, song Đỗ Bảo không gò bó mà pha trộn nhiều thể loại âm nhạc đa dạng, từ nhạc cổ điển, acoustic, jazz, new age, world music, cho tới những sản phẩm mang ít nhiều tính điện tử và âm nhạc máy tính, tạo nên những khác biệt lớn giữa Bảo Pop và Bảo không pop. Một nét nổi bật khác trong các sáng tác của Đỗ Bảo đó là chúng mang những suy tư của một chàng trai thành thị hiện đại. Họa sĩ Dũng Ioko cho rằng âm nhạc Người Bạn Thân của mình thể hiện sự trăn trở của rất nhiều người trong thế hệ chúng tôi và đáp ứng được một phần nhu cầu được chia sẻ của những thanh niên đô thị muốn nghĩ và làm khác mọi người và luôn hướng về phía trước. Đỗ Bảo trong Chuyện của Mặt Trời, Chuyện của Chúng ta 2013 đã thể hiện những trưởng thành lớn trong suy nghĩ của anh. Tạp chí Đẹp nhìn nhận album đã không có những bức thư tình mùi mẫn, không có những điều hoang đường giai điệu đẹp mộng mị chỉ toàn những độc thoại nội tâm triền miên, mà là những triết lý tự thân, những tự vấn không ngưng nghỉ về sứ mệnh mình sinh ra trong đời và cả những cái ít ai nghĩ là cho vào bài hát. Một trong những điểm đặc biệt của âm nhạc Đỗ Bảo đó là anh khá tách mình khỏi lĩnh vực giải trí và showbiz. Anh chia sẻ đó là ý thích cá nhân vì showbiz là một vùng đang hỗn mang. Đồng thời, anh cũng không hài lòng trước thực trạng nền âm nhạc thiếu quản lý, thiên lệch về công nghiệp và tính giải trí. Coi trọng sáng tạo là cốt lõi của hạnh phúc, Đỗ Bảo rất đề cao yếu tố này trong sự nghiệp sáng tác của mình để có một tiếng nói rõ ràng hơn, thông điệp trọn vẹn hơn. Đỗ Bảo cũng là một trong số những nhạc sĩ lên án mạnh mẽ nhất những hình thức đạo nhạc trong thời kỳ công nghệ mới. Tách biệt song không vì thế mà khép kín cực đoan và bảo thủ, anh cũng cho rằng công việc sáng tác chính là động lực giúp cho những người như tôi cảm thấy mình sống có ý nghĩa hơn. Thừa nhận mình ưa thích cách quốc trung kết hợp hài hòa âm nhạc Đông Tây, Đỗ Bảo cũng cho rằng mình bị ảnh hưởng bởi tư duy viết nhạc của người nước ngoài với những bài hát với tinh thần giản dị. Đánh giá, Bảo thấy cuộc sống trần trụi, hiểu những bi kịch của thời đại. Cũng như tôi, Bảo là một người buồn, nhưng thay vì chế nhạo, giễu cợt hoặc đấu tranh với những cái xấu cho một sự thức tỉnh, Bảo chọn cách nhắn nhủ, nhắc nhớ về những giá trị tốt đẹp của con người như tình yêu và lương tâm. Thái độ sống và viết của Bảo trung thành với quan điểm đó. Trần Thu Hà. Đời sống cá nhân. Đỗ Bảo kết hôn vào năm 2004 với Ứng Thanh Vân, sinh năm 1983. Thanh Vân từng là sinh viên trường Cao đẳng nghệ thuật Văn hóa Quân đội. Cô gặp lại Đỗ Bảo sau này vào năm 2003 khi là ca sĩ thuộc đoàn ca múa nhạc nhẹ Trung ương nơi mà nhạc sĩ công tác. Sau khi không thể theo đuổi sự nghiệp ca hát, Thanh Vân trở thành chuyên viên trang điểm thẩm mỹ. Ngoài ra, cô còn là MC truyền hình trong đó có các chương trình Quán âm nhạc và Tiêu điểm 5321 thuộc hệ thống truyền hình cáp Việt Nam. Ca khúc Ngày cưới được Đỗ Bảo sáng tác và thu âm cùng vợ hai hôm trước ngày cưới để bật lên trước khách mời của buổi lễ. Họ có hai người con là Trúc An, sinh năm 2006 và Bình Trương, sinh năm 2012. Thanh Vân và gia đình là chủ đề trong rất nhiều sáng tác của Đỗ Bảo, trong đó có các ca khúc Bức thư tình thứ hai, Bức thư tình thứ ba, Bức thư tình thứ tư, Mây, Biết mãi là bao lâu, Kế hoạch làm bạn. Đỗ Bảo sở hữu một phòng thu cá nhân tại nhà riêng ở Hà Nội, nơi anh thực hiện rất nhiều album cũng như các sản phẩm hòa âm phối khí khác. Ngoài âm nhạc, anh còn có sở thích đọc và đi du lịch.